Đây, hello, xin chào cả nhà. Ê, chiếc Ford này tại sao mà nó không có để Ford ta? Mấy ngàn ta? Ở nhiều đời khác nhau, Ford này không có ấy này, nó chỉ là để Ford thôi. Gầm cao này, hai cầu. Đây. Không đề bao nhiêu à? Đây đề đây có. Có mà nó mở mất rồi. Đây này. Rồi, cái này máy cày nhá. Đầu không. Có luôn cả dàn cày. Đây. Thì hôm nay mình cũng lại đây là coi như gặp chiếc máy cày ở đây, thì chủ thì chưa gặp, nhưng mà khoảng tầm mai chủ lại đây thì mình cũng xin số điện thoại và chủ bán chiếc máy cày này. Đấy, chiếc máy cày là Ford luôn. Ford thì không biết là đây là Ford này, nhưng mà không biết là nó mấy ngàn. Nó mở mẽ rồi, đây này. Đấy, nó mở mất rồi. Thì mai hội chủ. Đấy, cái này thì không biết đời này thì có bốn cái máy nó nằm lên này thì mình không rành. Thì nếu bên thợ hoặc cái người ta biết. Đấy, còn nói về cái này thì giống này. Giống cái của mình này, chắc cái này số lẻ này. Đầu này, còn hai cầu đang hoàn nghĩ với nhá. Đấy, nếu như anh nào lấy về mà cày thì ok. Cả cũng như hôm nọ ở Hải Dương có một người người bạn cũng người em cũng đang cần một cái máy cày như thế này. Đấy, thì nếu thích thì giá cả ok thì bê về làm. Đấy, nói về Ford thì người ta biết là xe này thì ăn khô rang luôn, đang chuẩn chỉ luôn. Đấy, nói chung về máy móc thì cái này thì nó dễ sửa. Nói chung là đồ này bánh cao, gầm lớn. Đấy, đều coi như là ta lông xe đều đang còn gai, đang còn dây luôn. Đấy, hai cầu, riêng đầu không. Đấy, giá cả thì để gặp chủ nó sau nhá. Đây. Vẫn đang mới luôn, cái này mà cày thì thôi rụng sâu. Đây có dàn sới luôn, có ti ben đầy đủ. Đấy, đây dàn cày luôn, chắc là có dàn cày. Đây dàn chảo. Đấy, thì đây thì mình cũng review luôn cho cả nhà xem, rồi có gì thì sẽ liên hệ với mình. Đó. Thì chủ đem về đây gửi đây, không biết thì nói lặt vặt ba cái này kia thôi, không có gì. Đấy, gian cày nhá. Đấy, thì để liên hệ tí nữa cái này hỏi chủ. Có gì mà chủ lại rồi cháu ấy nhá. Cháu ấy đưa số điện thoại cho chú đây. Chú xem. Mẹ nói về này là cày thôi hết thuốc luôn. Mạnh, hai cầu. Cầu trước cầu sau luôn. Đây để xem kỹ lưỡng này. Đấy, xem kỹ đi. Cái cầu này zin này đẹp luôn. Cái bánh này to bằng cái bánh cái của cái máy cày khác. Đấy. Có ngắm mùi luôn nhá. Mùi. Đấy. Còn nói về đây thì tay lái. Gió lên này, bước lên là cabin có này. Nhưng tháo một cabin đây. Bước lên đó. Ngồi lên luôn đó. Đấy. Thì xe này thì chắc chắn ông đời cũ rồi, nếu chủ mà bán thì bán. Cày thì ok luôn nhé, dàn cày ba chảo, đây dàn cày ba chảo, còn ben rất đang nguyên si luôn, đang cày luôn, máy đang đi cày ba chảo.
Rồi, ok. Đây một cái đầu phô 4.600 không biết có bán không. Nhưng đây có một nữa này. Đây có cái này là Belarus đây. Cái này 4.600. Đây rồi có bán không thì không biết, nhưng mà đây. Rồi. Ok thì mình cũng review như vậy nhá. Mong cả nhà chúng ta mai bắt đầu mình viết lên, còn hôm nay thì mới vào được hai cái rồi. Mai vào mình lòng quay một cái Belarus cho cái anh ở Tây Ninh. À, một cái xe ở Bầu Bàng là ở Tây Ninh. Còn một cái thì về Tây Ninh thì cái xe 6.600. Nhưng mà không biết nó đẹp quá nào, nhưng giá cao đấy nha. 3.380, thế như nói vậy. Rồi, xin dừng tại đây và rất mong cả nhà chúng ta tiếp tục theo dõi và ủng hộ, nhấn like và comment. Thứ hai nữa là đăng ký kênh để tiếp tục xem những video tiếp theo của Lê Tuấn. Lê Tuấn xin cảm ơn rất nhiều. Xin chân thành cảm ơn. Hẹn lại video sau.